Phát triển ngành công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng để vừa có thể sản xuất, vừa cung ứng các sản phẩm xuất khẩu là mục tiêu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong suốt thời gian vừa qua. Và để khẳng định được năng lực của mình thì bên cạnh nâng cao năng suất, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tiếp nhận chuyển giao công nghệ cao, thay đổi mẫu mã, tích cực sản xuất sản phẩm kinh tế, xuất khẩu ưu tiên các mặt hàng truyền thống mũi nhọn và đặc trưng của từng nhà máy. Đổi mới theo chương trình Kaizen 5S, lao động giỏi, lao động sáng tạo là phong trào thi đua được lãnh đạo nhà máy Z175 đẩy mạnh thực hiện trong thời gian vừa qua để nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ những phong trào này, đội ngũ kỹ sư, người lao động cùng nhau thi đua trong lao động sản xuất. Chính vì vậy mà ngay ở từng khâu, từng chặng, người lính thợ luôn có sáng kiến, cách làm mới để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất. Là mình luôn học hỏi để... đấy. Thế hệ đàn anh đi trước và cũng là đề xuất với lại cấp trên những cái giải pháp có tính mới và sáng tạo để góp phần nâng cao cái năng suất cũng như là cái chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nhà máy Z175 quan tâm và chú trọng đến thương hiệu của sản phẩm khi cung cấp ra thị trường. Chủ động cải tiến và thay thế nhãn mác, hình thức bao gói từ thủ công sang bao gói tự động cho các sản phẩm cao su. Bổ sung một số thiết bị phục vụ sản xuất cao su, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh, đổi mới mẫu mã, kích thước các sản phẩm. Những năm gần đây, các sản phẩm của nhà máy ngày càng tạo được uy tín và có chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu. Chúng tôi cũng không ngừng cải tiến. Đây là một trong những cái bước chúng tôi cũng chưa dám nói là đột phá, nhưng mà sẽ đi vào và sẽ tập trung nhiều vào các cái mẫu mới, các cái sản phẩm mới, tính năng mới để phục vụ cho tốt nhất cho các cái sản phẩm quốc phòng và các cái sản phẩm kinh tế dân sinh. Đứng trước yêu cầu về nghiên cứu đổi mới vũ khí, nhà máy Z121 đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thích ứng với điều kiện mới, kích thích sản xuất phát triển. Hiện nay các sản phẩm của nhà máy vừa đảm bảo chất lượng, vừa tạo độ tin cậy cao cho các đơn vị sử dụng. Bên cạnh đó, việc mở rộng đầu tư cho các dự án mới, đưa công nghệ hiện đại vào thay thế dần hệ thống dây chuyền thiết bị cũ đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất của đơn vị. Đầu tư nâng cấp các cái dây chuyền công nghệ cũ lạc hậu để tăng năng suất, tăng chất lượng và quan trọng là tạo ra cái sức cạnh tranh cho sản phẩm. Từ đó thì tạo ra được cái tăng thu nhập cho người lao động. Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm cùng với đẩy mạnh công tác thị trường. Đến nay, các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã khẳng định được năng lực sản xuất và từng bước phát triển ổn định. Việc làm, thu nhập, điều kiện lao động và đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động ngày càng được cải thiện.